Chuyên mục kiến thức lịch sử của kênh YouTube DMCLK xin kính chào quý khán giả. Câu hỏi kỳ này: Trần Tự Khánh cố thuyết phục vua Lý Huệ Tông trở về kinh thành nhưng không được, bèn lập một hoàng thân là Lý Nguyên Vương lên làm vua mới, đúng hay sai? Chúng ta hãy cùng thảo luận đáp án dưới phần comment nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.